Tên là Xuân Anh, mọi người đều biết với em là tên Cây Nguyễn. Cây Nguyễn. Em sinh năm 86, hiện tại em đang là thợ xăm. Hôm nay chị qua xăm cho chị nha. Chị qua lại miễn phí luôn. Chị sẽ qua thiệt đó nha. Dạ. Bây giờ thì Cây đang làm việc ở đâu hả? Dạ, hiện tại thì em có một tiệm xăm thẩm mỹ, lông mày, mắt môi và các thứ như là nail rồi đó là ở 1-3 Lê Hồng Phong. Còn tattoo á, xăm hình nghệ thuật á thì em đang làm ở nhà. Cho Tuấn hỏi Kay về một tí về tuổi thơ của mình á. Tuổi thơ của em á thì hơi vấp ngã một tí. Em được sinh ra từ một mối tình không được chấp nhận của ba và mẹ. Mối tình ngoài hôn thú. Là ba em đã có một người vợ trước rồi. Khi mà mẹ em mang thai em thì bào thai không ngoài ý muốn á anh. Cho nên là mẹ đã phá thai 2 lần. Khi em là phá 2 lần. Dạ không, đang mang thai em. Phá 2 lần mà em không có chết. Không thành. Dạ. Trời, phá thai 2 lần. Cho nên khi mà sinh ra em được 900g. Trời ơi, quá nhỏ xíu à. Em được biết câu chuyện của mẹ em và ba em á, là từ người chị ba của em. Là người chị cùng cha khác mẹ. Thì khi mà cả gia đình em mà được Mỹ bảo lãnh là diện con lai á chị. Đi hết tất cả gia đình qua bên Mỹ. Thì chị mới ở lại. Ba mới nhờ giả chị là ở lại bắt em về. Tại vì mẹ em đẻ ra không có nuôi, không chịu nuôi. Bỏ em ở một xó đó. Cho nên chị ba phải ở lại để mà đem em về nhà nuôi. Thì lúc đó là chị ba của em á, cũng đang mang thai. Cho nên hoàn cảnh khó khăn quá, cả gia đình đều đi hết. Chị ba em phải phá thai để mà nuôi em. Trong lúc đó là rất là khó khăn, em bệnh suốt rồi tại em có 900g thôi. Khi mà chị đem về thì một tháng sau á, mẹ ruột của chị biết là mẹ em kêu là má lớn từ chị của em luôn. Lý do tại sao từ chị của em? Tại vì nói là chị là con của má lớn mà lại đi nuôi con của vợ bé, má không chấp nhận, má từ luôn. Cuộc sống của em và chị em á thì rất là khó khăn, có 2 chị em nương tựa thôi. Lớn tới khoảng năm em 10 tuổi là ba em về. Ba em bên nước ngoài về? Dạ. Ba em về mới chăm lo cho 2 chị em. Đến lúc đó là cuộc sống cũng đỡ hơn một chút. Cả ba nhà chị em đều làm việc thì cũng đỡ hơn một chút. Em cảm nhận được tình thương của ba. Lúc đó là lần đầu tiên em gặp mặt ba luôn. Lúc đó em thích lắm. Em vừa được cưng chiều nữa mà. Nên em cũng có một chút hơi ngông cuồng. Là em đòi. Em đòi cái gì? Em đòi tất cả mọi thứ là ba em cứ sẽ cho hết. Đòi xe mô tô hay là gì là ba em cho hết. Mới 10 tuổi thôi. 2 năm sau là em 12 tuổi là chị em bệnh. Gãy cái tay lìa tay ở đây. Nên nói lại thì cuộc sống của chị với công việc của chị nó cũng khó khăn, không có làm việc được. Tại sao mà chị bị lìa cái tay thôi luôn hả? Là chị bị vấp ngã. Chị đi vấp ngã tức là xương khớp không được tốt. Xương yếu nha. Dạ. Lúc đó chỉ còn một mình ba em đi làm thôi. Ba em làm chăm sóc 2 chị em. Nhưng mà cuộc sống cũng ổn định lắm. Tới 2 năm sau nữa là năm 2000 là em học lớp 9. Là ba em bệnh mất. Bắt đầu cuộc sống chị em của em lại khó khăn tiếp. Chị thì không thể làm việc được. Em thì mới đi học, đang tuổi ăn tuổi học nữa. Cái lúc đó em cũng sợ lắm. Em không biết phải làm cái gì. Chị thì không có đi làm được. Còn em thì phải nghỉ học. Em đi tìm tất cả các công việc để mà bắt đầu cuộc sống của cơm áo gạo tiền của 2 chị em. Em mới đi làm, xin vô những cái công ty, xí nghiệp mà làm hãng nước ngọt á anh. Em khuân vác, bất kể cái việc gì người ta nhờ em là em làm hết. Cái công việc mà của một người nam làm á, là hoặc 2 người nam khiêng cái rổ đó. Nhưng mà chỉ một mình em khiêng cái rổ đó để cho tất cả mọi người thấy em có năng lực để em làm. Em cũng không biết lúc đó là tại sao em lại có sức mạnh như vậy nữa. Đi làm em nhớ tới lãnh đồng tiền lương đầu tiên của em là 450 một tháng. Em mừng lắm, em vui lắm. Em đem về em cho chị em hết luôn. Em sống với chị từ nhỏ tới lớn cho nên em gọi chị là má. Đến bây giờ vẫn sống với chị à? Dạ, đến bây giờ vẫn sống với chị. Gia đình anh chị em không có chấp nhận được. Cho chị hỏi chị của em bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại bây giờ chị em 63 tuổi. 63 tuổi? Dạ. Cho Tuấn hỏi Kay nhé, là đến bao giờ mình mới phát hiện ra là mình không phải là một người con gái hoàn chỉnh? Từ lúc nhỏ, lúc khoảng em đi học mẫu giáo là em đã đòi mặc đồ con trai rồi. Con trai hả? Dạ.
Tới năm lớp 6 á, là em vẫn chơi với bạn trai, bạn gái bình thường. Nhưng mà em chỉ thu hút những bạn gái thôi. Rồi cái ánh mắt của mọi người đối với mình như thế nào Khay ha? Mọi người thì trêu chọc những lời không hay. Thực ra em muốn chia sẻ với một điều là lúc mà ba em mất á, anh chị của em có về. Em nằm ngủ nhưng mà thật sự em chưa có ngủ. Thì em mới nghe cuộc nói chuyện với anh chị nói là không biết nó có phải là con của ba hay không. Muốn đem em ra xét nghiệm. Thì lúc đó em nằm em giống như là nuốt nước mắt vào trong vậy. Nằm nghe hết tất cả câu chuyện luôn. Cho đến một tháng sau á, một người chị nữa của em về thì chị mới kêu em là nữ tính một chút. Vì mà giống con trai quá, thì mới đi cắt tóc ngang cho em như thế này. Cắt tóc ngang ngày xưa á, để đây. Cho tới năm lớp 9 á, em bắt đầu phải nghe theo lời của chị là phải giống con gái. Em thương má, là người chị ba của em á. Em cũng sợ gia đình bên má lớn á, kỳ thị em. Cho nên em trải lòng với một tình cảm dị tính với một anh cũng suốt thời gian cũng khá lâu, là khoảng 10 năm. Em có tình cảm thật với lại cái anh đó? Dạ, em chỉ thích anh đó tại vì anh đó rất tốt bụng. 10 năm đó cũng lận đận lắm. Tại vì cái bản thân em không phải là một người con gái hoàn toàn. Cho nên khi mà ảnh là đàn ông, ảnh có một sự đòi hỏi, em thì lại khó chịu. Thì cái khoảng thời gian quen nhau đó cho tới năm thứ 5 và năm thứ 7, ảnh mới qua lại với người yêu cũ. Thì em phát hiện thì em cũng cảm thấy buồn. Buồn không phải là buồn vì bản thân mà là buồn là tại vì em không có Đáp ứng là cái ảnh. Đáp ứng cho ảnh, cũng tội nghiệp cho ảnh chứ. Dạ, tội nghiệp cho ảnh. Mà em mà lại cũng gò bó bản thân của mình nữa. Cái đó là em làm khổ khai đó. Dạ, tới năm thứ 7 thì em mới đi chơi, em giải tỏa cuộc sống của em. Thì em đi chơi, em gặp một người con gái, em mới thích người con gái đó và em quen người con gái đó. Thì năm thứ 7 đó là em với anh cũng chia ly lộn. Dạ, chưa tới 10 năm mới chia tay. Dạ, tới năm thứ 10 chia tay. Gây lộn từ lúc 7 năm rồi, 3 năm trời sao mới chia tay hả? Dạ. Là thời gian đấy mỗi người đi quen mọi người khác nhau. Dạ đúng rồi, tại vì thời gian tụi em quen nhau quá lâu. Thì cả hai bên gia đình đều thân thiết hết. Cho nên rất là khó khăn khi trong cái cuộc chia tay của tụi em. Rồi cái quyết định chia tay nó xuất phát từ ai hả em? Em là người mở lời ra. Em nói là bây giờ em không thể giấu được nữa. Giới tính của em là như vậy. Em không thể sống như anh được nữa. Tại vì á, em làm như vậy á, vừa tổn thương anh mà vừa tổn thương cả bản thân của em. Thì bây giờ em mới quyết định là mình dừng ở đây để mà giải thoát cho cả hai. Anh sẽ có một người con gái thích hợp hơn. Một người con gái, đúng thật là một người con gái hơn là một người có giới tính giống như em. Rồi anh nói làm sao? Lúc đầu anh không có chấp nhận, nhưng mà vài ngày sau thì anh cũng chấp nhận. Anh quen em thì anh ở trên Sài Gòn. Khi mà chia tay em xong thì anh về quê, anh ở luôn ở dưới quê. Vậy là anh bạn đó có tình cảm thật với em. Rồi khi nào thì em quyết định come out với lại gia đình của em? Dạ, từ cái lúc mà em bắt đầu chia tay, em cắt tóc ngắn, em mặc đồ hơi men một tí chứ chưa có men lắm. Rồi em về nhà với má của em thì má không nói gì hết. Thì em cứ thế mà dắt bạn gái về. Năm thứ 10 đó luôn, mà cũng là lúc năm đó là em chia tay bạn gái đó luôn. Em vừa dắt về là em chia tay luôn. Tại vì bạn cũng chưa come out cho nên khó khăn trong việc đó nên cả hai chia tay. Anh chỉ nghĩ là đâu cần phải come out đâu em, có nghĩa là hai người vẫn có thể yêu nhau mà. Bạn đó khó khăn trong việc gia đình, quen nhau mà qua lại rất là khó khăn. Bạn không muốn là cho tất cả mọi người biết là tụi em quen nhau. Thì gia đình không biết bạn ấy như vậy hả? Dạ không biết. Rồi trước em bạn đấy có quen bạn nữ nào chưa hay là em là người đầu tiên? Dạ đã có quen một bạn nữ rồi. À. Nhưng mà bạn đó để tóc dài. Sau bao lâu em mới quen được tình yêu tiếp theo? Dạ khoảng một tháng sau. Một tháng sau thôi? Dạ. Tại em được một cái là em đã cố gắng níu kéo, muốn đi rồi thì thôi. Cuộc sống ai nấy sống, không vướng bận nhau nữa. Cuộc tình mới tới thì mình đón nhận thôi. Nhưng mà cuộc tình mới này á là một cô bạn học hồi cấp 2 của em. Cô biết em hả? Như vậy hả? Dạ, cô nói là cô thương em. Nhưng mà em không chấp nhận. Tại vì cô bạn gái của đó là gái thẳng. Con gái thẳng là em sợ đúng không? Dạ, em cảm thấy không an toàn. Thì khoảng một tuần sau bạn qua bạn mới nói là bạn đi coi mắt lấy chồng. Thì có giữ bạn lại không? Em nói không, em đi đi. Không, em đi đi. Em nói sống cuộc sống như vậy thì ổn định hơn. Thì bạn cũng đi. Bạn cũng vừa khóc vừa đi. Nhưng bạn đi gặp xong bạn về, bạn quay lại với em, bạn nói bạn không lấy chồng nữa. Bạn sẽ chấp nhận ở như vậy với em. Cho nên em đã nhận lời với bạn ấy. Em muốn
chia sẻ với chị ở một chuyện. Khi mà em có đến nhà bạn ấy, em nói chuyện với mẹ của bạn ấy, mẹ bạn ấy nói những lời khó nghe lắm. Chia tay rồi, con có giết nó không? Em chỉ cười thôi. Em chỉ nói là trong giới tính của tụi con vẫn là một con người bình thường, vẫn có trái tim biết yêu thương, vẫn có người xấu, người tốt. Cái mà bác nhìn thấy chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh thôi. Thực sự những giới tính bình thường, dị tính và đồng tính đều giống nhau. Khi mà bác nhìn thấy những đôi yêu nhau hồi đi học cũng giết nhau, không phải là đồng tính. Cướp bóc cũng không phải là đồng tính. Vợ chồng thực sự cũng muốn giết nhau. Dạ. Con trai con gái muốn giết nhau bình thường. Dạ. Thậm chí ở với nhau 10 năm họ cũng giết nhau, họ cũng chia tay. Thì bác im lặng. Rồi cái cuộc tình đấy kéo dài bao lâu vậy? Dạ, cuộc tình đó cũng kéo dài 3 năm. Thì bạn ấy giống như là gái thẳng nên bạn ấy đã quay trở về với tình cảm dị tính của bạn ấy. Sao cuộc đời em chân chiên quá nhỉ? Em không biết tại sao nữa, không giống như là các bạn của em hay ghẹo em như là có lời nguyền 3 năm hay sao á. Quen người trước cũng 3 năm. Cái 3 năm ra đi. Tới đúng 3 năm là người ta rời đi. Rồi sao có cuộc tình 3 năm đó rồi, có gặp cuộc tình nào nữa không? Thì hiện tại bây giờ em cũng rất hài lòng với cuộc sống của mình là em quen được một người bạn gái. À, bây giờ đang quen một người bạn gái mới nữa. Dạ. Hai người quen được bao nhiêu lâu rồi? Tới đây thì được 1 năm rồi anh. Tới đây được 1 năm thôi hả? Là sợ dạ. Thêm 2 năm nữa là số 3. Bây giờ qua 3 năm là ăn mừng lớn nha. Là qua cái chúa rồi là coi như là suốt đời đó. Dạ. Rồi bây giờ chương trình xin phép Kay mời cái cơ qua đi, cái cùng 1 năm đi. Mời em gái 1 năm. Em chào chị Chi, em chào anh Sơn ạ. Em chào chương trình Cơm Ao ạ. Dạ, em tên là Bích Ngân. Bích Ngân. Năm nay em 28 tuổi ạ. Em là nhân viên văn phòng. Em quen Kay được 1 năm rồi. Dạ. Trước đó em quen con gái hay là quen con trai? Dạ, trước đó là em quen con gái luôn. À, quen con gái, tại vì anh nhìn em rất là nữ tính luôn á. Tại vì mối tình rung động đầu tiên của em đã bị con gái chinh phục rồi. À, trong trường hợp nào hai bạn biết nhau? Dạ, em là khách xăm của bạn này. À, khách. Dạ. Khách đến xong là quen luôn. Xong em nhìn bạn này em bị trúng tiếng sét ái tình luôn. Xong em là người chủ động tán tỉnh Kay. Dạ đúng rồi. Lúc đấy em đã làm gì để chiếm được trái tim của Kay? Dạ em nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày. Nhắn tin sao? Em nhắn tin mẹ chưa? Em hỏi anh ơi, anh đang làm gì, anh ăn chưa? Nói chung là em quan tâm. Rồi em hẹn gặp mặt đi ăn, đi uống. Là em cứu người ta. Dạ. Lúc mà thấy bạn chủ động tấn công mình á, cảm giác của Kay như thế nào? Em cũng bình thường, tại vì đa số em cũng bị cũng tấn công nhiều. Nhưng mà bạn ấy quan tâm đặc biệt là bạn ấy gửi đồ ăn qua shipper. Từ đó giờ em chưa có ai gửi như vậy. Wow. Nhưng mà gửi qua thì em không nhận. Tại vì tất cả những đồ mà gửi mà em không biết tên em không nhận. Đúng rồi, em sợ. À, em bắt cái người đó phải gọi cho cái người gửi. Đúng là ai mà biết rồi đó xong mình mới nhận. Bà cũng dễ sợ. Nhưng mà vậy á chị ơi, bị từ chối. Từ chối lúc đầu nhiều khi người ta đang bị tổn thương, đúng không? Cái gì nó phải từ từ chứ. Rồi đến khi nào Kay nhận cái tình cảm của Ngân? Dạ khoảng 3 tháng. Sau 3 tháng tìm hiểu. Dạ sau 3 tháng tìm hiểu em thấy bạn chân thành, hiền với lại xinh gái. Có đến nhà em nói chuyện chơi với má với lại đi chợ này nọ nên em cũng cảm động. À là tấn công đến phụ huynh luôn, tấn công đến phụ huynh luôn, đầu tư kinh khủng. Thôi nhưng mà đó là tình cảm chân thành chứ anh. Người ta mới cảm nhận được. Cái đó là cái khôn. Thật sự cái gì mà đi thẳng vô. Gia đình là thắng. Trong thời gian 1 năm đó thì hai bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Cái kỷ niệm vui nhất là đi Đà Lạt trong ngày mưa. Đi mặc áo mưa. Đi hai người đi xem na. Dạ đi bằng xe giường nằm. Nhưng mình lên Đà Lạt cái em mới mướn xe, em chở bạn đi chơi. Là mặc áo mưa đi dầm mưa vậy đi chơi. Nói vậy chung đó. Là mỗi lần hai đứa mà chuẩn bị đi du lịch là như là bão tố. Nơi đó là bão tố, dạ đúng vậy rồi. Vậy nè, giờ tụi em hợp với mùa mưa quá. Đi Vũng Tàu cũng bão tố luôn. Ở trong khách sạn á thì nắng chang chang là bước ra đường bão tố. Mà những cái bão tố ở trong nhà úp nó mới tươi. Mà tại vô nhà hay lại trời nắng hết mưa. Rồi ai là người tỏ tình với ai? Bên này tấn công. Dạ. Rồi bên kia tỏ tình lại hay là ở đây tỏ tình luôn? Dạ em tỏ tình luôn. Tỏ tình luôn. Nhưng mà em bị thất bại đó. Tao vô tới nhà, tao gặp phụ huynh luôn nãy đó kể đó. Ủa tỏ tình thất bại? Dạ.
Rồi tại sao em lại quyết định tấn công tiếp? Trong lòng em lúc đó tự nhiên có cảm giác là nếu mà em không quen bạn này em sẽ hối hận. Nên phải tấn công khi nào được thì thôi. Nhưng mà Khay từ chối em, từ chối làm sao? Khay nói với em là Khay không thể nào mà chấp nhận được tình cảm của em nữa. Tại vì Khay sợ là không có đủ tình cảm để làm cho em được hạnh phúc. Cái đó cậu thử lòng. Cái cậu cậu thăm dò thử lòng. Chứ người ta không chịu tới từ đầu, người ta không nhận ăn đâu. Có nghĩa là em có thích và em thử lòng. Em có thích bạn. Có thích, cái câu có thân em cứ đó. Sợ ở trong lòng. Em cứ sợ trong lòng tại nhiên em bị bỏ hoài. Em bị bỏ hoài. Em sợ em quen bạn nữa. Rồi thử lần nói coi đó, coi cái phản ứng bên này như thế nào. Cái chiêu này là nếu mà là chị biết liền đó nha. Thực sự mà quen nhau mà 3 năm là tình cảm còn mặn nồng lắm chị. Nhưng mà không biết tại sao lại cứ bỏ em đi như vậy nên em rất là sợ. Khi mà Khay nhắn vậy là em nói là sao? Thì em nói Khay không thích em nhưng mà em vẫn thương. Nói vậy hả? Dạ, Khay không thích em đó là chuyện của Khay, còn thương đó là chuyện của em. Dạ, em đâu có mắt em không thương anh được. Đúng không? Dạ, nói vậy hả? Dạ. Lì luôn hả? Rồi sau đấy em vẫn ship đồ ăn, vẫn quan tâm. Dạ, em vẫn quan tâm. Em vẫn quan tâm, vẫn rủ đi ăn mỗi ngày. Ngủ đi ăn rồi đem đồ tới luôn, không cần ship nữa. Lúc đó là em chuẩn bị tấn công luôn rồi đó. Là coi như kệ, bất chấp phải không? Dạ dạ. Nói gì nói đó. Dạ. Là coi như không đưa ship nữa, mình là tự mình ship luôn. Dạ. Rồi okay. Em đã nói gì với Khay để tỏ tình? Em nói với Khay có kiểu vừa nói mà vừa hăm dọa anh. Ừ. Em nói nếu mà Khay không thương em á thì thôi em đi Đức, em đi lấy chồng Đài Loan. Ông này không sợ. Ông nói thôi thôi từ từ anh suy nghĩ lại, anh suy nghĩ lại. Rồi cái gì anh nói với em đừng có đi. Thật sự là anh này chắc có tình cảm với em rồi. Đúng rồi. Dạ. Không, lúc kể nãy nghe chị nghe là nếu mà không thích á là khi hỏi là đồ ăn acid là biết em rồi. Dạ. Là Khay sẽ từ chối thôi, muốn em được ăn em đừng ship nữa. Mà cứ nhận quà nhận hoài. Mà một lần ăn là một lần nhớ tới acid, một lần ăn một lần nhớ tới là vô bẫy rồi, thích rồi. Chị nghe cái câu chuyện chị thích rồi. Giờ ngoài những cái chuyến du lịch với nhau ra thì Khay có kỷ niệm nào khó quên đối với Ngân không? Có một cái kỷ niệm là sinh nhật của bạn Ngân. Em đốt nến hết nguyên cái phòng. Em muốn bánh kem nhưng mà bánh kem nhỏ xíu thôi. Quan trọng là nến. Dạ. Bước vào phòng là thấy nóng rồi. Mặc dù em mở máy lạnh nước thật cao mà bước vào phòng là em thấy đổ mồ hôi. Thì em chuẩn bị là tay chân em cũng bắt đầu rung đúng rồi. Không biết là cảm giác của bạn là như thế nào. Thì em mới dắt bạn về nhà xong rồi mở phòng ra cho đốt nến lỡ cháy sao chịu đốt nến đi. Dạ không có cháy đâu tại em cũng trừ hao hết. Em để trên đá với gạch. Bạn bước vô tự nhiên thấy bạn còn rung hơn em nữa. Cái bắt đầu em mắc cười quá, em cười lên quá trời luôn. Cái em nói ủa anh làm sinh nhật cho em anh rung quá trời mà sao em còn rung hơn anh nữa vậy. Hạnh phúc rung hay sao? Dạ đúng. Không nghĩ là lãng mạn gì phải không? Không có nghĩ là sẽ nhớ sinh nhật em tổ chức như vậy. Tại lúc đó là như mới chính thức quen nhau có 1 tháng, 2 tháng à. Dạ. Có tặng hoa không? Nhưng mà không phải hỏi có tặng hoa, tặng quà gì không? Thực sự bạn có một sở thích rất là lạ lùng. Nếu như mà chị Chi á muốn bạn trai mình tặng hoa á thì chị Chi muốn tặng hoa gì? Thì tặng hoa hồng hay là hoa là cẩm tú cầu. Dạ. Nhưng mà đặc biệt bạn em thích rất là lạ lùng. Đó là bông nhạn thọ. Bông nhạn thọ. Em định hỏi chị luôn. Chờ bông nhạn thọ là bông cúng. Không được. Em cũng tính mua cái bông đó nhưng mà em thấy ra chợ gần như không có. Cái bông đó tặng kệ không được, không có. Dạ. Không có nên. Bông bởi cúng. Vậy em đâu có thể mà mua cái bông đó em tặng cho bạn được. Sở thích lạ lùng quá. Trời ơi cái bông nó trưng ngày Tết đẹp lắm á chị. Thì cái bông đó là chỉ trưng Tết thôi, trưng mình trưng bàn thờ thôi chứ đâu có trưng người. Tại vì trưng cho ông bà mình em nên nhìn nó đẹp. Bạn kêu em là hay tặng đi, ý nghĩa lắm là sống đời. Nè cái hoa này cẩm tú cầu hoa trắng này đẹp cực kỳ. Dạ dạ. Ngân có phát hiện tật xấu gì ở Khay không? Hay là như em thấy là như một người hoàn hảo luôn á, không có tật xấu gì hết á. Đang yêu ăn nó vậy. Một năm rồi chị, một năm là mình sẽ đang phát yêu á. Được ra hơi cái gì đó. Mà không thấy cái gì mà em không hài lòng luôn hả? Dạ không có điểm gì. Coi như hài lòng nhất, đúng người tình trong mộng luôn phải không? Dạ, tiếng xét tình không? Xét không? Xét chị. Xét chị. Em cũng không có gì không hài lòng hết. Giống như em được bù đắp vậy. Bạn có tất cả. Thì là hai người quá hạnh phúc rồi. Mà ghen tị với chồng. Trời, chị có gì có để khai thác đâu không? Tuổi thân. Trời ơi, ông cũng có người yêu tuổi thân gì. Rồi hai người có cái ước muốn gì chung cho cái tương lai của cả hai không? Chắc phải qua 3 năm mới tính được đó chị. Vừa dứt qua 3 năm là tổ chức liền. Dạ chị. Dạ. Mừng kỷ niệm luôn. Dạ. Tụi em có một cái trao đổi với nhau là
có giận hờn cỡ nào đi chăng nữa, tối ngủ không được quay lưng. Có giận cũng phải nằm đàng hoàng. Dạ. Kiểu gì kỳ vậy? Vậy đâu có giận cái đâu. Cái đấy là cái cách để giảm cái tôi của mình xuống á chị. Với để lại mà mình... có khúc mắc hay thắc mắc hay có giận hờn gì đó, nếu như muốn im lặng thì có thể cho em lặng vài tiếng, 2 hoặc 3 tiếng. Rồi nói cũng được. Phải nói với nhau. Phải lúc đó mình sẽ lấy được bình tĩnh, mình sẽ trao đổi những cái khúc mắc trong lòng để mình chia sẻ với nhau thì nó tốt đẹp hơn. Chứ lại em cũng có một món quà đặc biệt cho bạn gái của em. Mà bạn gái không biết luôn. Dạ không biết. Đặc biệt bất, thấy nó bất ngờ mà. Trời sao lãng mạn vậy trời. Tôi có chồng một năm mấy nên chưa có cái gì bất ngờ. Chắc chứ này giờ có chồng tặng quà bất ngờ quá. Anh có một món quà đặc biệt với em. Thì em có nhớ là em nói là để con heo 3 năm sau mình cưới. Thì coi như anh sẽ có món quà hôm nay luôn, không cần đợi 3 năm nữa. Em nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại nha, không được mở. Đừng mở nha. Trời ơi, em nổi da gà hết trơn luôn chị ơi. Tặng em. Trời ơi. Em về nhà ở chung với anh. Làm vợ của anh, làm con của má. Chúng mình xúc động quá, giây phút nhẹ nhàng xúc động nha. Em rung quá. Lần đầu tiên ở trong chương trình mà anh thấy nó xúc động khủng khiếp. Mà em làm gì mà dân trà quá vậy? Tụi bớt chưa thấy em đâu có vậy đâu. Dạ, tại vì lần đầu tiên em thấy. Mình sẽ cố gắng ở nhau tới già nha. Hứa nha. Thay mặt chương trình thì chị và Thuân và chúc hai em được trăm năm hạnh phúc. Và sau 3 năm và chỉ mong có một cái đám cưới, một cái kết thúc đẹp của tình yêu của hai em. Và nhớ mời hai anh chị nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bây giờ thì Kay có muốn chia sẻ gì về ước muốn của mình đến gia đình của mình không? Dạ, em có một ước muốn biết mặt mẹ của em. À, muốn nhìn mặt mẹ. Dạ, từ xưa giờ chưa biết mẹ mình như thế nào, em chỉ nghe diễn tả lại từ chị ba của em thôi. Em muốn biết gương mặt của mẹ em như thế nào, cuộc sống của mẹ em hiện tại ra sao. Em cũng không biết là mẹ còn hay mất nữa. Tất cả mọi người không ai biết hết. Thì sao mình có thể liên lạc với mẹ nhỉ? Có cách nào không Kay? Dạ không. Tại vì từ lúc mà... Không ai biết tung tích mẹ ở đâu hả? Dạ. Có lúc năm mẫu giáo mẹ có quay lại đòi lại em. Thì tới lúc đó là không còn thấy mẹ nữa. Coi như mất liên lạc luôn. Dạ. Vậy thì Kay muốn nhờ chương trình này để hy vọng là có thể kết nối mình đến với mẹ của mình. Hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đó để cho Kay gặp lại mẹ của mình. Dạ.